Các bác thân mến, đây là cái lứa đầu tiên của năm 2020 để nuôi lại này. Đấy, có những con tầm 5 cân. Đầu tư bóng rất là nhiều để cho nó có cái nhiệt độ các bạn nhé. Các bạn cho ăn thiếu rau thì nó sẽ hay mổ lưng của nhau một tí, nhưng mà nó sẽ mọc lại những con này. Các bác mua con giống trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay của đồng chí Thao thì liên hệ là 033 530 5982 và 0989 177 982. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.